Tại hội thảo, đại diện Đại sứ quán Maroc tại Hà Nội và Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu về đất nước, con người, cảnh quan của hai quốc gia này, cùng với những chính sách thị thực đối với khách du lịch. Maroc được biết đến là nơi có cảng biển nổi tiếng Casablanca, bối cảnh của bộ phim cùng tên lừng danh của Hollywood, những phố cổ Hồi giáo nổi tiếng có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ với thủ đô Istanbul cổ xưa và là vùng đất của nền văn minh rực rỡ nhất thời kỳ Đông La Mã và đế chế Ottoman. Ở Maroc thì có 3 địa điểm mà khách du lịch Việt Nam muốn đến nhất. Thứ nhất là thành phố Marrakech, thứ hai là Casablanca và thứ ba là sa mạc Sahara. Hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều thành phố thu hút khách du lịch, trong đó thành phố mà thu hút nhiều khách du lịch nhất vẫn là Istanbul. Nơi đây có cảnh đẹp, con người thân thiện, nhiều khinh khí cầu màu sắc. Cũng tại hội thảo, đại diện hai hãng hàng không có đường bay thẳng Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ là Emirates Airlines và Turkish Airlines cũng giới thiệu về các dịch vụ trên đường bay này.